Sự thật về các đồ họa 3D cầu kỳ phức tạp trong các bản tin thời tiết. Đặc biệt, một chiếc ô tô lao ra từ tivi và tiến thẳng về phía bạn. Hay là ngắm nhìn màn pháo hoa vô cùng ấn tượng ngay từ trường quay ảo. Hay là thu nhỏ mình lại chỉ bằng bộ đồ chơi Giáng sinh. Những cảnh 3D này sẽ xuất hiện trong một số bản tin thời tiết đặc biệt như bản tin 19 giờ Chủ nhật hay Focus của Việt Nam hôm nay thứ bảy hàng tuần. Nhờ có công nghệ 3D này, các hiện tượng thời tiết như lũ quét, gió mạnh, ngập úng hay cháy rừng sẽ được thể hiện một cách chân thực nhất, giúp người xem hiểu rõ được các hiện tượng thời tiết, đồng thời cũng sẽ đưa ra cảnh báo cho những trường hợp xấu có thể xảy ra để người dân kịp thời ứng phó. Để làm ra chúng, ekip đồ họa sẽ phải tốn khá nhiều thời gian và công sức dựng hình, căn chỉnh và sửa lại sao cho khớp với lời và để MC chỉ hình một cách thuận tiện nhất. Các MC cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường để tập tương tác và diễn như mình đang ở trong không gian đó. Nhìn chung, để lên được một cảnh 3D sẽ phải đầu tư hơn và cũng phức tạp hơn nhiều so với cảnh bình thường. Sẽ cần sự phối hợp của cả MC, biên tập và người làm đồ họa. Các bạn đã từng xem và thích đồ họa 3D nào? Hãy để lại ý kiến cho chúng mình biết nhé!